Liên quan tới những diễn biến mới nhất trong vụ việc vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi tố cáo lương y Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng chia sẻ trên trang cá nhân bản thân mình đã từng rơi vào hoàn cảnh bị ông Võ Hoàng Yên hăm dọa tự tử nếu cố tình làm căng thẳng mọi chuyện. Vì sao bao nhiêu nạn nhân đã ôm hận mà không bao giờ dám nói? Vì chiêu bài ông Yên đã làm rất thành công, kể cả với tôi. Lúc tôi làm căng, ông hăm chết và tự tử, nói nếu tôi chết đi thì tất cả bệnh nhân câm điếc, bại liệt sẽ không có người cứu giúp. Muốn trút mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi, và chiêu này là thượng khoanh, quy trách nhiệm và luôn cả hăm dọa người nào muốn đụng tới ông. Tôi xem và hiểu được vì sao người mẹ đã không đủ can đảm để tố cáo ông Yên. Tôi sẽ chứng minh bằng các tin nhắn ông Yên đã gửi cho trợ lý của tôi khi không liên lạc được với chúng tôi. Chiêu bài cao thủ đánh cục ngay tất cả những người có tâm tư và sợ trách nhiệm. Ông ta có thể khóc và van xin rất nhục để mọi việc cho qua. Nếu không phải là tôi dám sống vì chân lý, vì cộng đồng thì không ai có đủ dũng khí để lột trần ông Yên. Một cao thủ rất nhiều thủ đoạn. Tôi sẽ chứng minh tất cả để mọi người nhìn thấy tôi làm vì chân lý và pháp luật. Sẽ phân minh trước sau mọi sự thật sẽ phơi bày. Ngay sau khi câu chuyện này được bà Hằng tiết lộ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận, đặc biệt là những người đã và đang theo sát sự việc những ngày gần đây. Trước đó, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, nộp đơn tới công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã ăn chặn và lừa đảo tiền xây chùa và làm từ thiện. Số tiền theo đơn tố cáo lên tới trên 150 tỷ đồng.